cho thứ hai. Hai chi à, đã là hơn cái gì rồi. Một cái áo này cho tôi coi coi. Còn ngồi đó làm gì nữa, mau cởi ra coi. Cậu làm cái gì vậy? Cậu đã của Nana. Em kia hoje vai ter festinha, tem tudo meu bar. Sao chỉ có mình tôi bị tát như vậy chứ? Nhìn đây, tôi là con nít mà.